Kính chào bà con nông dân cùng tất cả các bạn. Chào mừng bà con nông dân cùng tất cả các bạn trở lại với kênh Lan Master Channel. Kính thưa bà con nông dân cùng tất cả các bạn, thì hôm nay tôi xin được trao đổi với bà con nông dân cùng tất cả các bạn, cũng như giải quyết một số cái câu hỏi mà bà con nông dân cũng như là các bạn điện về bà con hỏi thăm rất là nhiều. Đó là chính là cái sản phẩm Nutrifort. Thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ sử dụng vào cái giai đoạn nào? Đó. Thì kính thưa bà con, thì trong cái dòng sản phẩm thì em cháu cũng đã có trao đổi với bà con rất là nhiều rồi. Thì sản phẩm Nutrifort là một trong những dòng sản phẩm của Thái Lan. Đây là dòng sản phẩm được nhập trực tiếp từ Thái Lan về, và nó có cái công dụng thứ nhất của nó, em cháu cũng xin trao đổi sơ lại ha. Thứ nhất thì cái dòng sản phẩm này thì nó có cái tác dụng là chuyển hóa cái rễ dinh dưỡng thành cái rễ cũ. Khi mà chúng ta những cái ruộng khoai mà chúng ta sử dụng những cái loại bón những cái loại phân mà nó nhiều đạm quá trong giai đoạn đầu, thì nó dẫn đến cái tình trạng chúng ta khoai chúng ta nó phát triển thân rễ lá rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái rễ mà nó được phát triển đó thì đa số nó sẽ là cái rễ dinh dưỡng thôi. Thì cái dòng sản phẩm Nutrifort này là một trong những cái hay của nó, đó chính là nó chuyển hóa cái hệ thống rễ dinh dưỡng của chúng ta thành cái hệ thống rễ cũ. Phải có rễ cũ thì nhìn cái sản phẩm chúng ta, cái khoai chúng ta mới đậu cũ được nha. Những ruộng khoai mà chúng ta thấy là sung tốt bình thường, bà con nói ủa tại sao sung quá, sung rất là tốt, mà tại sao mà bà con phun cái hệ cái thuốc TMT số 1 hoặc là cái bộ đậu cũ khoai lang 100% xuống, nó không có đậu cũ. Thì bà con xin lưu ý bà con rằng cái hệ thống cái sản phẩm TMT số 1 hoặc là sản phẩm đậu cũ khoai lang 100%, nó chỉ giúp đậu cũ khi nó có hệ thống rễ cũ. Còn đằng này nếu mà nó không có hệ thống rễ cũ, nó chỉ có hệ thống rễ dinh dưỡng không, thì nó dẫn đến tình trạng là cái khoai chúng ta, cho dù chúng ta có áp dụng nhiều cái biện pháp khác nhau, thì nó cái hệ thống nó đậu cũ không cũng rất là kém. Cho nên tốt nhất bà con nên phun cái Nutrifort trước. Thì cái Nutrifort này nó sẽ trong giai đoạn đầu nó giúp cho cái khoai chúng ta nó chuyển cái hệ thống rễ trắng trở nên tím hoặc hồng tùy theo cái giống khoai. Như vậy thì khi mà rễ chúng ta thấy nó tím hồng và nó đỏ lên như vậy thì chứng tỏ rằng cái rễ đó nó là cái rễ cũ ha, bà con nhớ ha. Thì chúng ta môi ra chúng ta xem thì chúng ta thấy cái hệ thống dưới mà nó đỏ lên rồi, thì bà con có thể sử dụng cái TMT số 1 hoặc là đậu cũ khoai lang 100% để chúng ta phun. Nhưng mà thông thường thì khoảng từ 5 tới 7 ngày sau khi phun cái Nutrifort thì bà con có thể phun cái TMT số 1 hoặc là cái bộ đậu cũ khoai lang 100% được rồi. Cái giai đoạn thứ hai mà cái Nutrifort này nó hỗ trợ cho cái khoai chúng ta được, đó chính là nó giúp cho cái khoai lang của chúng ta tránh được cái tình trạng là đầu voi đuôi chuột. Một số cái ruộng khoai bà con thấy sau khi mà chúng ta thu hoạch xong thì nó chỉ to phình ở trên cái đầu cuống thôi, còn cái phía dưới thì nó có một cái đuôi nó nhọn quắc. Như vậy thì cái Nutrifort này nó hỗ trợ và nó giúp cho cái khoai chúng ta nó nâng từ ở phía dưới đít nâng lên. Như vậy thì nó giúp cho cái khoai chúng ta nó tránh được cái tình trạng là đầu voi đuôi chuột. Cái thứ ba, cái Nutrifort này nó có một cái hỗ trợ nữa, đó là hỗ trợ chúng ta hạn chế cái nứt cũ. Trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng chất kích thích hoặc là chúng ta dư phân hoặc là chúng ta do gặp thời tiết bất lợi thì cái củ khoai chúng ta nó bị nứt. Thì cái anh Nutrifort này nó hỗ trợ cho chúng ta hạn chế vấn đề này ra. Cái thứ tư mà cái sản phẩm Nutrifort này nó có thể làm tốt, đó chính là nó hỗ trợ luôn cái vấn đề mà ở đây là một số cái ruộng khoai mà cái khu vực miền Trung Tây Nguyên hoặc là Đông Nam Bộ nó thường hay bị, đó bà con gọi là bị kẽ nước da sần, hay là một số nơi gọi là còn gọi là cái mặt quỷ. Thì như vậy thì cái anh Nutrifort này ảnh quản lý cực kỳ tốt những cái loại bệnh dinh dưỡng này. Thì trong cái quá trình mà làm và nghiên cứu, và hiện nay thì cái sản phẩm Nutrifort này là được rất nhiều bà con nông dân ưa chuộng. Và hầu như là những cái ruộng nào mà đã sử dụng cái dòng sản phẩm Nutrifort này thì cái củ khoai rất là đẹp, cho năng suất cực kỳ cao. Cho năng suất cực kỳ cao và rất là đẹp khoai. Hầu như tất cả các anh lái nào mà vào là chúng ta chỉ cần nhìn cái ruộng khoai là bà con biết là cái có thể biết là cái ruộng đó có sử dụng cái Nutrifort hay không, nó đẹp cái file tới cỡ đó. Thì một cái câu hỏi mà cũng được khá là nhiều người bà con quan tâm là cái Nutrifort này nó có thể phối trộn được với các cái loại nào hay không.
hay là chỉ xịt mình ên đó, rồi hay là nó có kỵ hay không. Ví dụ như giờ bà con trong cái quá trình bà con xài, bà con sử dụng thì bà con thấy rằng bây giờ tôi phun cái trong cái giai đoạn này tôi có thể tôi phun thêm, tôi cộng thêm cái thuốc bệnh để tôi quản lý cái khoa bệnh trên khoa được không, hoặc là trong giai đoạn này tôi có thể tôi cộng luôn cái bệnh có thuốc sùng hà, thuốc sâu vô luôn được không đó. Thì bà con cũng hỏi thăm bây giờ cái anh này anh có kỹ lần nào không. Thì xin thưa, thì đây là công nghệ đặc biệt của bên sản phẩm NutriFort này, là nó là một sản phẩm trung tính, nó có thể cộng được tất cả các loại nha, nó không kỹ anh nào hết. Bà con có thể cộng phân bón lá vô được, bà con có thể cộng thuốc sâu vô được, bà con có thể cộng thuốc bệnh vô được. Và bà con lưu ý giùm em cháu, trong nó nói thì cộng như vậy nhưng bà con cũng lưu ý giùm, đây là một cái những cái nguyên tắc thôi. Khi mà con phối hợp cái thuốc bảo vệ thực vật trong một cái bồn, một cái phi, một cái bồn hoặc là một cái tẹt, một cái bình bà con phun, thì bà con nên lưu ý em cháu, đó là có cái nguyên tắc là thuốc bột pha trước, thuốc nước pha sau ha. Thuốc cái thằng nào dạng cớm nè bà con cho trước tới dạng bột và mới tới dạng nước, thì đây NutriFort đây là một dạng nước thì bà con cho sau cùng giùm em cháu ha. Cứ theo cái thứ tự đó mà chúng ta làm như vậy thì nó sẽ không có vấn đề gì hết. Chẳng qua theo cái thứ tự này để làm chi, một trong những cái mà để quan trọng nhất là nếu bà con bỏ những cái loại thuốc nước trước, sau đó thì bỏ thuốc bột hoặc là thuốc cớm dạng bột mà bà con được bỏ vào sau, thì nó có khả năng là nó sẽ tan không đều, hoặc là nó có một số cái chất mà do cái thuốc sâu nó có chất nhũ dầu, bà con pha thuốc bột vô sau nó có thể là nó không tan. Cho nên là cái nguyên tắc của chúng ta nên thuốc cớm pha trước, tại thuốc cớm những cái hạt mà VKG đó bà con bỏ vô trước thì để nó tan trước, rồi sau đó tới thừa dạng thuốc bột, rồi sau đó những cái là dạng thuốc nước bà con để sau. Như vậy thì nó sẽ an toàn và nó sẽ giúp cho cái phát huy được tối đa cái chất lượng của thuốc. Thì đó là một số cái em cháu muốn trao đổi với bà con nông dân cùng tất cả các bạn. Mà có một cái nữa em cháu hay quên, đó chính là cái NutriFort có thể phối hợp với TMT chúng ta phun một lần hay không. Đây là cũng là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi, hoặc là cái NutriFort này có thể cộng chung với cái bộ đậu củ khoai lang 100% để chúng ta phun hay không. Thì em cháu xin thưa rằng cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà chuyển hóa rễ dinh dưỡng thành rễ củ, thì tốt nhất bà con nên phun riêng nha. Tại vì sao? Nếu như trong cái giai đoạn này mà bà con phun hai cái này kèm với nhau thì cái hệ thống rễ củ chúng ta nó chuyển hóa trong giai đoạn này, nó mà bà con cộng chung với TMT hoặc là bộ đậu củ khoai lang 100%, hai anh này anh cộng vào thì nó dẫn đến tình trạng là cái củ khoai chúng ta nó hơi ngắn, củ khoai nó hơi ngắn, như vậy thì rất là uổng. Cho nên em cháu nên khuyến cáo bà con nên chúng ta nên để sau sau từ 5 tới 7 ngày, thì khi mà hệ thống rễ củ nó đã được hình thành này kia tốt rồi, rễ dinh dưỡng nó đã chuyển sang cái hệ thống rễ củ tốt rồi, thì khi mà chúng ta đưa cái TMT số 1 hoặc là cái bộ đậu củ khoai lang 100% vô, thì như vậy thì cái củ khoai chúng ta nó rất là vừa, rất là vừa tầm, cái độ dài vừa phải nè, cái tốc độ phát triển nó tốt nè, và nó được phân hóa cái củ nó đều cái dòng khoai. Còn nếu mà chúng ta bỏ chung thì nó hơi ngắn. Và những lần sau thì cái bà con có thể cộng chung, thì cái sản phẩm TMT số 1 đậu củ khoai lang 100% và NutriFort này cứ cách nhau khoảng 25 tới 30 ngày là bà con có thể phun lại một lần. Thì những lần sau nó giúp cho cái khoai chúng ta nó đứng dây, lớn củ, hạn chế cái tình trạng là bà con nhấc dây. Một số nơi bà con nhấc dây đó thì hạn chế tình trạng nhấc dây. Chúng ta khỏi nhấc dây luôn. Nó giúp cho cái khoai chúng ta nó tập trung dinh dưỡng một cách tốt nhất. Và nó lớn rất là nhanh và cái củ rất là đẹp. Đó là một số cái muốn trao đổi với bà con trong cái chuyên đề ngày hôm nay. Thì hẹn gặp lại bà con nông dân cùng tất cả các bạn trong cái chuyên đề tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.